Xin mời nhạc sĩ Tấn Phát. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến học mặt của Hà Lan hôm nay. Nhân dịp đầu năm, bác xin chúc tất cả các em, các chị em mới đầy đủ sức khỏe. Và xin sau đây thì bác xin trình bày bản nhạc Duyên Một Góc Trời của nhạc sĩ Ngô Thị Liên. Xin mời các bạn. Mm-hmm.